Câu chuyện bắt đầu từ thuở ngày xửa ngày xưa, khi mà thế giới chỉ là đại dương mênh mông, một phụ nữ từ biển trồi lên, dân gian gọi bà là mẹ đảo Tefiti. Cũng như những con người khác, bà có một trái tim, nhưng trái tim làm bằng ngọc bích, ngoài giá trị về hiện kim ra nó còn có sức mạnh tạo ra sự sống. Đuối quá bà nằm xuống ngủ và biến thành hòn đảo ẩn danh. Ngỡ rằng được giấc ngủ ngon, mơ về chàng hoàng tử Bạch Mã, ngờ đâu, một anh chàng cao to đen hôi xuất hiện, hắn là á thần của gió và biển, một chiến binh đứng tốt về nói xạo và lừa đảo. Hắn tên là Mao Y, mục tiêu hắn nhắm đến hôm nay là trái tim của Tefiti trái tim vừa bị lấy ra te bắt đầu sụp đổ sinh ra một thứ bóng tối khủng khiếp mao y nhanh chóng chạy thoát đang cười đắc ý tưởng ngon ăn ai ngờ hắn gặp te ca một con quỷ của đất và lửa với sự hầm hố của một tên giang hồ xóm hắn lao vào te ca chưa kịp tấn công thì đã bị đấm phát bay mất tích từ đó móc câu phép thuật và trái tim te phi chìm sâu xuống đại dương đến tận bây giờ cả ngàn năm trôi qua te ca và những con quỷ dữ khác vẫn đang truy tìm trái tim te phi chúng ẩn mình trong bóng tối và tiếp tục lan ra xua đuổi đàn cá và hút hết sự sống từ đảo này sang hòn đảo khác lũ trẻ mắt tròn xoay sợ hãi có đứa còn khóc thét lên chỉ có con bé tóc cài hoa thì trông có vẻ thích thú đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà bà lão tiếp tục nhưng sẽ có một ngày trái tim được tìm ra bởi một chiến binh thực thụ vượt qua dạn san hô tìm kiếm mao y để trả lại trái tim của te Fiti và cứu tất cả chúng ta rồi trưởng đảo tôi đi đến ông bế cô bé tóc cài hoa lên nói chẳng có quỷ dữ cũng chẳng có bóng tối gì hết và chắc là câu chuyện bà lão kể cũng chỉ để hùa dọa mấy đứa con nít lo nhoi thích đòi quà thôi tôi vô tình làm rơi các poster về quái vật lũ trẻ lại được một phen hú hồn chơi gì chơi kỳ nói không có quái vật mà mang tranh của chúng treo đầy nhà vậy đó cô bé tóc cải hoa lại thích thú cô bò ra ngoài xem có bắt được con quái vật nào để chơi không à quên giới thiệu với các bạn đó là nhân vật chính của chúng ta cô tên là mona một chiến binh tương lai thấy mấy con kền kền đang lăm le chú rùa biển mona bẻ lá cây bảo vệ cho nó bò về nhà bỗng nhiên mặt biển rẽ lối mona thích thú đi theo nhặt vỏ sò con nít đúng là dễ dụ mà có mấy cái vỏ sò là đi theo liền rồi trái tim tefiti xuất hiện mona chụp lấy đang ngắm nghía thích thú thì cha cô gọi biển đưa cô trở vào bờ vô tình đánh rơi viên ngọc quý mona muốn tìm kiếm nhưng cha cô bế sốc lên đi vào rồi ngày qua ngày, cuộc sống người dân trên đảo vẫn bình yên, vui vẻ, họ hăng say lao động và hạnh phúc với những gì mình đang có. Tất nhiên, ca hát nhảy múa là một điều không thể thiếu ở đây. Với vũ điệu cồng chiêng trên nền nhạc disco, trưởng đảo tôi cùng mọi người quẩy tưng bừng. Vì là con ông cháu cha nên Mona luôn được mọi người yêu quý, nói vậy thôi chứ người ta quý cô vì sự nhiệt tình, vui vẻ và thường hay giúp đỡ người khác, kể cả những con vật. Có một điều đặc biệt là Mona rất thích chơi đùa với biển, nhưng cha mẹ cô thì không muốn như vậy. Họ thường canh me và túm đầu Mona nếu cô lẻn ra đó. Bà của cô, Taler thì lại khác, bà luôn muốn Mona gần gũi với biển và cuộc sống sau này sẽ gắn liền với nó. Taler là một vũ công thứ thiệt, tuy đã già nhưng mà rất uyển chuyển, bà truyền cho Mona những điệu múa mà ngày xưa đã từng khiến biết bao chàng trai phải mê mệt. Một hôm, tôi dẫn Mona lên ngọn núi, ở đó có chồng đá mà từng đời tù trưởng đã đặt lên. Ông nói sẽ đến lúc con đặt viên đá của chính mình, gánh trách nhiệm trên vai là bảo vệ người dân nơi đây, không phải ở ngoài kia. Từ đó Mona không còn suy nghĩ về chuyện ra khơi nữa, cô cùng cha xây dựng bản làng của mình ngày một tốt đẹp hơn. Cô quay về với vũ điệu đích cô cùng nhiệt và quên đi điệu múa dân ca truyền thống của bà mình. Mona dạy cho những đứa trẻ ở đây nhảy, sau này có đi ba thì cũng biết lắc với người ta. Thằng nhóc này thì lại thích cá biệt, nhưng nhảy cũng chất như nước cất đấy nhỉ. Mona có một con gà lé, mỗi tội nó lại không có não, suốt ngày cứ đè đá mà mổ, nuốt vào không được lại phải nhà ra, may nó gặp được Mona chứ phải người khác thì chắc giờ còn mỗi bộ lông. Một hôm, dân làng thông báo, tất cả dừa thu hoạch đều bị hư móc, các bẫy cá cũng đều rỗng không. Mona liền chỉ về hướng đông, tại sao không ra ngoài dạn san hô để đánh bắt. Tôi không đồng ý lại còn nổi giận với Mona nữa mẹ cô cho biết ngày xưa lúc cha cô còn trẻ ông và một người bạn thân đã trèo thuyền ra đó gặp sóng to do lớn ông đã không thể cứu được người bạn ấy và ông không muốn điều đó xảy ra với con cũng như những người dân trên đảo mona buồn bã cô đi lang thang và cất giọng hát tiếng cô trong trèo vang khắp cả núi đồi mona tính đặt viên đá của mình lên nhưng khi nhìn ra đại dương nó có sức hút kỳ lạ mona không thể kiềm chế được nữa cô lao xuống một con thuyền và trèo ra ngoài nhưng đời đâu như là mơ vừa mới căng buồm thì con thuyền đã bị sóng đánh banh mona bị kẹt chân vào một cụm san hô cô nhanh trí đập vỡ nó ngoi lên sóng lại dập cô tơi tả may mắn cũng vào bờ được. Chú lợn được một phen thừa sống thiếu chết, chắc cả đời cũng chẳng dám bén mảng ra biển nữa. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ chăm đường con hư mà. Thôi, tốt nhất là nghe lời cha, không ra ngoài nữa. Rồi ta lơ xuất hiện, bà dẫn Mona đến một hang động bí mật. Ở đây có rất nhiều thuyền lớn, như gãi đúng chỗ ngứa, Mona tỏ ra thích thú. Cô nổi trống lên, tiếng trống vang rền, đèn ở các con thuyền bật sáng, cảnh tượng ngày xưa xuất hiện. Tổ tiên của cô là những ngư dân lão luyện, họ thường du hành nhiều ngày trên biển để đánh bắt cá. Mona mừng rỡ vừa chạy vừa la, cô đến hỏi bà taller vì sao họ dừng lại bà nói câu chuyện bà kể là sự thật khi mao y lấy trái tim mẹ đảo bóng tối hiện về tay ca tỉnh dậy bọn quái vật luôn rình rập và những con thuyền không thể quay lại với đại dương để bảo vệ dân làng những thủ lĩnh xưa đã cấm đi du hành bây giờ muốn sự sống trở lại cần một người vượt đại dương đưa mao y đi trả lại trái tim cho tay bà taller đưa viên ngọc bích cho mona vì bà biết đại dương đã chọn cô làm việc đó taller chỉ về phía tròm sao móc câu nói đó là nơi trú ngụ của mao y. tối đó bà taller qua đời Trước khi ra đi bà căn dặn Mona hãy lên đường vì đại dương chọn cô, tìm Mao Y và trả lại trái tim cho mẹ đảo. Mona vâng lời bà, cô căng buồm tiến thẳng ra đại dương, bà ta lơ cũng hóa thành con cá đuối đi theo hỗ trợ cô. Sáng hôm sau, cô phát hiện trên con thuyền ngoài cô ra còn có chú gà lé hay hay nữa. Không biết sau này nó có giúp được gì cho Mona không chứ giờ toàn thấy gây hại. Suốt ngày cứ đòi nhảy xuống biển rồi la lên chết đuối. Đúng là không sợ kẻ thù mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Cứ thế này thì món gà quay chắc sớm có thôi rồi một trận bão xuất hiện thuyền mona bị lật cô kêu gọi sự giúp đỡ của biển ai ngờ sóng biển còn cao hơn đánh cho cô sấp mặt sáng ra mona tỉnh dậy trên một đảo nhỏ cô tỏ thái độ giận dữ với biển chơi gì kỳ vậy kêu giúp đỡ mà còn đánh lật thuyền luôn chủ cho lũ cá tè vào mi cả ngày luôn rồi mona thấy bóng mao y đang đi đến cô xách cổ con gà chạy trốn thấy có người lạ trên đảo mao y giật hết cả mình hắn con người sợ hãi dỡ con thuyền lên lại chỉ còn mỗi con gà mona đã ở sau lưng hắn cô giới thiệu về mình và muốn hắn theo cô lên thuyền đi trả lại trái tim tay nhưng hắn không đồng ý mona bực tức cho hắn một gậy hắn cố tỏ ra bình tĩnh hát cho cô nghe về những thành tích hắn làm được bất ngờ đẩy mona vào hang và chèn đá lại cô giận dữ chửi mắng hắn thậm tệ nhưng với hắn đó như những lời khích lệ hắn tỏ ra vui vẻ thích thú trước khi rời đi hắn không quên mang theo chú gà lé làm đồ dự trữ mona nhanh trí leo qua khe đá thoát ra ngoài cô lao về phía con thuyền nhưng tỏm cô chọn sai điểm rơi rồi thế là mao y rời đi được biển giúp đỡ cô đuổi theo kịp và phóng lên thuyền mao y ném cô xuống cô lại nhảy lên đúng là dai như đĩa Mao Y nhảy xuống biển bỏ đi, cũng không yên, hắn bị ném lên thuyền lại. Mona đưa trái tim Tefiti ra, hắn tỏ ra sợ hãi, giang hồ hiểm ác anh không ngán, chỉ ngán mỗi khi nhìn thấy em. Rồi Mao Y ném nó đi, biển lại ném vào mặt hắn. Hai người đang tranh cãi thì bọn Kakamora đến, đó là những kẻ sát nhân tí hon, ban đầu nhìn thì cũng dễ thương, nhưng giờ thì chắc thương không dễ. Mao Y căng buồm chạy nhanh, bọn sọ dừa khô rượt theo. Chúng bắn tên kéo thuyền Mona lại, một tên leo xuống giật dây chuyền ở cổ cô, trái tim Tefiti rơi ra, chú gà lé chẳng hiểu chuyện, cứ thế mà nuốt vào tên sọ dừa khô sách cổ con gà chạy về thuyền mao y chỉ chờ có thế hắn quay thuyền chạy trốn vừa thoát được bọn dừa khô vừa không phải thấy trái tim tay phi mona một mình nhảy lên chiến đấu với đại quân dừa khô cô đánh cho chúng bay loạn xạ cuối cùng cũng lấy lại được con gà tên thủ lĩnh không may ăn ngay tiêu phi của đồng bọn mona phóng sợi dây rồi trượt xuống thuyền con gà văng vào cái cây ói viên ngọc ra lại mona chụp lấy nhìn lên thì thấy đã bị bao vây mao y trèo nhanh con thuyền lách qua được thuyền của chúng va vào nhau bị vỡ và chìm dần xuống thế là hai người thoát được kiếp nạn đầu tiên nhưng mao y vẫn nhất quyết không chịu đi trả trái tim của tefiti mona ngẫm nghĩ một hồi rồi tìm cách dụ dỗ hắn cô biết mao y luôn muốn mọi người xem hắn là một anh hùng mona nói hắn là một tên tội đồ của thế giới vì lòng tham đánh cắp trái tim tefiti mà đã khiến bóng tối trỗi dậy muôn loài bị diệt vong giờ muốn mọi người công nhận mình là anh hùng ông phải trả trái tim về lại chỗ cũ cứu rỗi thế giới mao y ngẫm nghĩ rồi cười thỏa mãn nhưng hắn nói không có móc câu hắn chẳng thể làm gì được rồi hai người tiến về hang ổ tamatoa leo lên ngọn núi đá cao, Mao y đọc thần chú mở cửa nhảy vào trong. Suýt chút nữa Mona trở thành bữa sáng của một con cá quái vật. Với sự gian xảo có thừa của mình, Mao Y bảo Mona làm mồi nhử đánh lạc hướng Tama Toa để hắn đi lấy móc câu. Tuy nhiên kế hoạch bị bại lộ, cả Mona và Mao y đều bị đánh bầm dập. Tama Toa tính nhai chọn Mao y, thì Mona nhanh trí dùng trái tim Tefiti để dụ hắn. Cô lấy lại móc câu thần thánh cho Mao y rồi tẩu thoát. Phát hiện đây chỉ là hàng nhái, Tama Toa giận dữ đuổi theo nhưng bất thành. Lên được mặt đất, Mao y phát hiện khả năng của mình không còn được như xưa nữa Nhưng thứ mà ông biến ra chỉ toàn là các ké không à Chán nản buồn bã thất vọng, Mao Yi nổi cáo với Mona Hắn ném cô xuống biển, Mona một lần nữa dùng đòn tâm lý, khơi gợi lòng tự hào của hắn Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng thành công, Mao y lấy lại khả năng biến hóa của mình Rồi họ tiến về hòn đảo của mẹ Te Fiti Mao y hướng dẫn cho Mona lái thuyền, cách định vị phương hướng khi ở trên biển Cuối cùng cô cũng đưa Mao y vượt đại dương đến được đảo mẹ Te Fiti Mona đưa trái tim Tefiti Fiti cho Maui, hắn vừa bay đến thì quỷ Teka xuất hiện, luồn lách tránh được những quả cầu lửa nhưng Maui vẫn không vượt qua khỏi bàn tay quỷ giữ. Maui nhanh chóng biến thành cá ngọn lấy trái tim trở về thuyền. Mona cố lái thuyền vượt qua, Teka đấm một đòn chí mạng. Maui dùng móc câu chống đỡ, con thuyền bay ngược lui sau. Thôi xong, cái móc câu chỉ còn một nữa. Maui nổi cáo với Mona, hắn nói rằng đại dương đã chọn nhầm người để cứu thế giới, rồi hắn biến thành chim ưng và bay mất. Mona thất vọng về bản thân, nhiệm vụ này đối với cô là bất khả thi, cô quyết định trả trái tim lại cho biển cả. Mona gục xuống và khóc, linh hồn bà ta lơ xuất hiện, rồi hình ảnh tổ tiên cô hiện về, đánh thức sức mạnh bên trong cô, Mona lao xuống biển lấy lại trái tim, cô quyết định thử thêm một lần nữa. Đối diện với tay ca, Mona không còn sợ hãi nữa, bây giờ đã trở thành tay lái lụa, cô luồn lách con thuyền tránh được các cú ra đòn của tay ca. Mona vượt qua nó và tiến về đảo Tay Phi bất ngờ bị hất văng, Mona rơi xuống biển, chiếc thuyền lật úp. Lúc nguy cấp, Mao y xuất hiện chặt cánh tay của tay ca. hắn đánh lạc hướng cho Mona lên đảo. Đang lúc dầu sôi lửa bồng mà còn đùa nhây, hắn biến con này con kia gẹo tay ca. Thế là bị ăn hành ngay, hắn ngã sấp mặt, chấp nhận hy sinh móc câu để cứu Mona, hắn lao vào Teka và cuối cùng đúng còn mỗi cái nịt. Mona lên đến đỉnh núi. Cô nhận ra rằng hòn đảo đã biến mất mà Teka thật sự là Te Fiti khi không có trái tim. Mona yêu cầu đại dương dọn đường để Te có thể đến gần mình. Mona phục hồi trái tim cho Te Fiti, bà trở lại hình dạng cũ, cây cối lại xanh tươi, bầu trời lại trong sáng. Với sự thành tâm của mình, Maui nói lời xin lỗi đến mẹ đảo bà đã chấp nhận và ban cho hắn cây móc thần thánh mới, còn xịn sò so hơn cái cũ nữa. Hắn biến thành bọ xì bùm bay dạo, Tefiti còn tặng Mona chiếc thuyền mới để cô trở về với gia đình. Rồi bà tiếp tục sự nghiệp lớn lao của mình là nằm ngủ. Mona ôm chào tạm biệt Mao Y và lên đường trở về. Cô được mọi người chào đón rất nồng nhiệt và họ tiếp tục viết lại truyền thống của cha ông, căng buồm bám biển.